Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách xóa tài khoản Google của dòng máy A6 cộng A6 Plus. Đây của mình là đang bị reset lại máy thì xóa mất tài khoản Google nhé các bạn nhé. Đấy, đây các bạn phải kết nối wifi trước cho mình đã. Đấy, đây này. Sử dụng tài khoản Google hoặc là mật khẩu màn hình. Đây các bạn quên hai cái này thì bây giờ mình phải thao tác mình làm. Đấy, rồi, ok. Đấy, thì bây giờ thì các bạn hãy tải cho mình cái phần mềm này nhá. Đấy, Samsung FRP 2020 của mình, 2020 V1 nha các bạn nhá. Rồi các bạn mở lên cho mình, mở giao diện lên. Ok, bây giờ giao diện đấy lại có PiPad FRP đây. Giờ các bạn hãy kết nối cho mình điện thoại với máy tính đã. Ông ra chơi không ạ? Đấy, rồi ok, bây giờ kết nối với điện thoại với máy tính này. Đấy. Rồi hiện lên này. Các bạn nhớ phải kết nối wifi cho mình nhé. Phải kết nối được wifi. Ok, bây giờ các bạn FRP PayPad đi. Ok. Ông ra chưa ông ạ? Vâng ạ. Đấy, đợi chạy. Ok, bây giờ các bạn nhìn vào đây cho mình. Đấy, khi hiển thị chữ xem xét nha các bạn nhé. Đấy, các bạn ấn vào xem xét cho mình. Đấy. Rồi ok, chấp nhận đi. Đấy. Ok, chấp nhận tiếp theo thì các bạn vào đây nhá. Đấy, vào thao tác theo mình. Mình chuyển để chế độ ngay tự động. Đấy. Rồi ok, các bạn lên đây thì các bạn thao tác là VR Roam. Về Roam bypass cho mình nhé. Rồi ok, các bạn vào ứng dụng này đi. Các bạn cho mình vào setting này. Các bạn tải phần mềm này về. Rồi ok, mở lên đi ạ. Đấy, cài đặt bây giờ cho phép đấy. Cài đặt đi. Rồi, ok, mở lên nào. Đấy, bây giờ thì vào cài đặt các bạn thì đơn giản. Và cài đặt ấy cần vài bước nữa để xác minh được mình xóa toàn bộ được tài khoản Google rồi đi. Ok, các bạn vào đây kiểm tra đây xem phần mềm của nó mình là bao nhiêu. Đấy, bây giờ nó phải là phiên bản 10 chấm như mình đã nói đầu tiên là khi Android phiên bản mới, bây giờ nó phiên bản cập nhật là 10 chấm rồi thì các bạn áp dụng mấy 7 chấm và 8 chấm, 9 chấm kia nữa thì các bạn sử dụng trực tiếp là hệ thống trên màn hình điện thoại này không được, thì chúng ta phải cần hỗ trợ của các tool từ máy tính sang. Ok, vào đây các bạn thoát ra cho mình nhá. Thì các bạn vào sinh trắc học và bảo mật này. Ok, vào đây thì các bạn vào cài đặt bảo mật khác. Cài đặt vào bảo mật khác. Rồi ok, cửa sổ ghim này các bạn vào đây, vào hẳn vào đây đi. Các bạn mở cái này lên. Rồi ok, hình mẫu đi các bạn ơi. Đấy, không yêu cầu này. Đấy, không yêu cầu nhá. Đấy, tiếp tục này. Các bạn vẽ cho mình hình mẫu này. Tiếp tục đi. Ok. Bỏ que đi. Đấy, xong rồi thì mình thoát hết ra ngoài đi. Trở về như đầu đi. Đấy. Rồi, ok, bây giờ chúng ta vào anh tít thôi. Hôm nay các bạn xem thì mình hơi mở đấy. Google của mình vừa xong mình vẽ là chữ Z đúng không? Đấy, thì bây giờ vào chữ Z là vào ok rồi. Bỏ qua này.
quét tiếp. Rồi, hoàn thành. Rồi, ok, vậy là đã ok rồi các bạn nhé. Đấy. Thì kênh này của mình thì áp dụng thì không biết là sử dụng được bao nhiêu ngày nữa thì anh tiếp được các dòng như này. Một khi cập nhật phiên bản mới thì cái cách này của mình sẽ không áp dụng được nữa nhé. Thì nói chung là cũng được áp dụng được phần nào đó thì cũng trợ giúp được một phần nào rồi. Thì mình sẽ dừng clip tại đây. Thì các bạn thấy clip mình hay, có ý nghĩa, giúp ích cho các bạn, các bạn hãy cho mình một like, subscribe, chia sẻ nhé.